Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một vườn quất thế đảo ngoài đất. Vườn quất thế này là cây quất thịt, nhà chủ vườn mang ra bẻ thế để bán Tết 2025. Qua clip hôm nay mình chia sẻ với các bạn vườn quất thế này. Các bạn nào mua quất Tết, mình sẽ để lại số điện thoại của nhà chủ vườn ở trong clip để các bạn liên hệ trực tiếp với nhà chú ý. Đây, như các bạn thấy dàn quả này là của hoa cuối tháng 6 và quả rất to và đều. Thì vườn quất này có địa chỉ tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Mình sẽ đi qua một vòng để các bạn cùng tham khảo.